Tiên, em mời chị nè. Chị Tiên. Xin gì? Nóng vậy. Nóng quá. Nè. Ủa ăn sao? Ăn nuốt vỏ má. Không phải có cái kim đâm cái gì là cái gì? Nè, kim đâm nè. Trời ơi. Nói cho nó ăn sao để. Để bán. Nó ăn sao? Nó bù tao. Ông nhậu thịt bà ơi. Ở dạ. Chết rồi. Cầm cái xả này kéo ra. Không, cái này em đưa cái muỗng. Thôi này, đưa cái muỗng. Cái này em lấy xả em rút ra em ăn luôn chứ em không có ăn nè. Giá bán nhiều cái này. Một dĩa nhiêu vậy em? Dạ, một cái phần như vậy là 45.000. 45.000 tất cả nó dồn, tất cả đồ ăn. 45.000, 8, 9 con. 7 con. Được 8 con, 8 con. Trời ơi, cái chay nó không ra em ơi. Có dạ. Mùn nó lấy mùn. Kéo cái sạc. Này nè má, cái này nè má, má, má. Nó chèm nó vô cho ăn, ăn hả? Ừ. Đồ ăn ta gõ gàng, hỏi là sao nữa. Để nó rớt ra nè má ơi. Muộn hay hơn. Chị ăn xong một con là chị cắt thi ăn xong 5 con rồi đó. Trong đó có pha thịt bằm để chồng lên luôn anh. Còn kêu đem bánh ra liền đi, người ta đợi kìa. Ngon không chị? Ngon chứ. Đồ người ta cho mà ngon lắm. Hiểu rồi đó. Thơm mùi nhang luôn á. Dịu dịu. Ngon quá chị ơi. Ngon không? Dịu. Không khéo tài chứ. Thầy mình gặp bạn như ngon. Phải có cái muỗng. Ừ, nó bớt lên lắm á. Anh bán này, anh dùng cái muỗng. Cái này không có lấy được ra. Thôi đi vô, đi vô, đi vô, đi vô. Tưởng rồi, con mét mét nữa. Để làm đi. Vô game để nói em gọi xem giải quyết được. Xử lý hoài, ông làm gì xử lý nó. Trời gan quá. Cái gì vậy? Đòi tiền hả? Dạ không, ba em kêu là tới chị diễn viên cách ăn. Không phải. Biết rồi, nó đúng là vậy rồi. Do chị diễn viên nói làm nó không ra. Đó, cầm đó để cầm vậy chấm là ăn luôn đó chị. Từ bỏ cộng xã. Thích ngay luôn cộng xã cũng được nữa chị. Khó rồi làm ăn kia. Không có là chứ cái này em đâu có ăn một. Trời cái tê thịt lấy gì bà cũng hiểu gì má. Ủa ăn cỏ luôn hả? Ủa gì vậy thế? Chưa no. Ăn lẹ không dám tin ăn hết. À vậy á hả? Ừ. Dịu ha. Nó còn ngủ ngủ. Rửa đơn giản chứ không? Rồi đơn giản là gì? Ủa lắm chưa dùng một con rau luôn kìa trời. Ừ. Ủa vậy có nhiệt tình không? Ừ. Thơm nữa muối ớ. Sê cây gà là cái gì á? Giống ơ... Thấy không biết. Đúng rồi. Sê cây gà là cái gì á? Nè. Thế hả? Làm vậy nè. Đi, mang đi. Cách giải quyết là vậy á. Ừ. Bánh bề chiên là nó có cái... Ừ. Bánh bèo chén chứ không phải bánh bèo chiên. Bánh bèo hả? Bánh bèo chén. Cho chế bánh bèo chén đi. Hai chị em nấu bánh bèo chén. Bữa nay chị ăn bánh bèo hả? Có đồ nướng không? Có đồ nướng chưa? Đồ nướng gì? Ăn đồ nướng. Nướng gì? Bò nướng á. Đây bò nướng hả? Ủa có đồ nướng chưa? Họ có đồ nướng chưa? Nhưng mà bánh bèo mùa mai đi nghe chị giá tiền. Tại bữa nay là đồ nướng là cái gì vậy? Đồ nướng à? Xương que ngon lắm. À, chơi chơi. Tôm với lại ba rọi đó chị. Ờ lấy lên mấy cây. Mỗi thứ 2 cây. Ừ. Chị lấy 2 cây là tốt. Mỗi thứ 2 cây, thì chị ăn cây, em ăn cây, chị trả tiền. Bao nhiêu vậy? Mình muốn hộ cái chơi nè. 2 phần. 2 phần.
Ok, cảm ơn em. Chị gọi, cảm ơn em. Ừ, có ai xin đem bao cho anh ta bao này nha. Mình cứ đứng xếp hàng đây để nó biết nào gì chứ. Rồi tới ai ta? Dạ vâng. Cảm ơn em. Ok, cảm ơn em. Thôi mà 80. Hả? Mấy phần gì ạ? Mấy anh hai chị nào ăn bánh tráng okay. Phải có ai bỏ bên cái thằng học sinh á. Ghê vậy. Không. Ok, rồi đứng 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 xếp hàng giùm khách đi. Kèm phấn với lại có mấy chai dầu thơm à. Trời đi học kỳ vậy má. Ủa chưa tới em mà. Con quấn một chai dầu thơm cái gì vậy? Ok, cứ đứng xếp hàng giùm khách đi trên đó nha. Nè, chị nè. Cái 5 phần cho anh ta thêm cái bao này. Thêm bao này, thí dụ ai mà xin thêm bao mà cho bao này cho anh ta. Nghe không? Cái gì? Ngon lắm, tiền ăn thử con nữa coi. Có bạn đi bạn. Thấy bạn ngon miệng bạn đi. Không, em ăn review mà ngon thiệt. Ngon khéo, ngon. Ui, cái mùi nó hấp dẫn. Không, con trai cô của anh chị dễ thương ha. Ừ. Mắt nó đẹp ha. Lấy kim không? Để ý luôn. Cái gì vậy? Ý là bà nói cái núi đó, cái núi đó hả? Đêm ta càng kia. Các cam xanh xanh. Còn mấy cái đá xíu bà. Cái này cái gì không bỏ đi. Không màu vàng. Ủa bà em gắt cái áo vú luôn á thiệt á. Ôi, chị Biêu. Chết già, lấy muỗng rồi mẹ ơi, lấy muỗng đi, xô. Bị tuột hết trơn. Tuột hết trơn. Cưng ơi, cưng có muỗng không? Ờ, được hết rồi. Rồi làm lọt nè, ngoài nè. Ờ, được rồi, được rồi. Chị cũng được nữa hả? Ồ. Ông nói một mình không có 6 đứa con hả? Cho anh biết. Ông nói nha chế. Anh này là ăn lớn nè. Thêm 2 phần. Mạnh nó ha, khỏe chứ. Lấy lợi cho anh ta, rồi được bao bự cho anh ta. Mắt nó dễ thương nha. Cảm ơn. Ủa đang nướng hả cơn? Đang nướng. Mình nói trước đi. Con mắt nó đẹp. Rồi sao? Chịu quậm luôn không? Nuốt luôn. Gu của Giáng Tiên là 13, 14 tuổi nha mọi người. Gu dư của Giáng Tiên là 13, 14 tuổi. Cái gì vậy dữ vậy trời? Rồi ok, có liền luôn, có liền. Dạ, 50 là... Do tôm bữa nay tôm của em tôm nó bự mấy bữa trước cho nên là con 10.000 còn thịt là 1.000. Trời ơi. Trời ơi, nhiêu tiền quan trọng gì em ơi, cuộc sống mà. Vui vẻ lên đi. Ủa sao nó này tôm này thịt rồi sao tôm lớn hơn cái thịt? Ăn ơi, cách nào ăn đó. Ủa ăn cái gì chấm gì á? Hai thứ luôn hả? Ừ. Đúng rồi. Ừ. Rồi mình review đi. Con không ngon nói cho tôi biết. Ngon. Con hai cửa đứa này là quán nó luôn hả? Khác ở đây. Ở đây luôn anh. Đó ốc nhỏ luôn hả? Ừ. Ngon quá. Ngon. Ngon quá. Mở mở. Không nhẹ, không mặn. Vô miệng. Thịt nướng riêng này là cái chỗ bán ốc nhồi thịt luôn các bạn. 10.000 một xiên hả chị? Là 10.000 phải không chị Tiên hả? Không, để chính hết được 50 rồi bán con ngủ rồi. 50 chất thịt 15 hay là tôm 15? Chất tôm 15. Rồi, lên tiếp.
Em ơi. Em ơi bánh cầu quá sồng. Ngon á.